Xin chào các bạn ha. Thì các bạn hay phân vân phải mua đúng cái loại pin của nó, đúng loại pin của thương hiệu, nhưng mà mình nói cho các bạn biết là pin á là do có một hãng sản xuất thôi, chỉ có một hãng sản xuất lại cho các hãng máy ảnh ha. Thì đây ở đây đây là gồm có là năm năm viên pin, năm viên pin nó sẽ năm mang năm thương hiệu khác nhau nè, Fuji nè, Olympus nè, Nikon nè, Pentax nè, Casio nè. Đây đó, nó cũng cùng một size và cùng một kích cỡ thôi, cùng một size cùng một kích cỡ, là do một hãng nó sản xuất, nhưng mà nó sản xuất cho các hãng máy ảnh khác nhau. Thí dụ như là hãng này hãng Casio, hãng này hãng Pentax, thì nó cũng vậy thôi à. Điều quan trọng nhất là cái chất lượng pin này là ở đâu, xuất xứ ở đâu. Nếu ở Nhật là phải có chữ tiếng Nhật ha. Đây có chữ Nhật, nó phải có chữ Nhật, mình phải đảm bảo. Quan trọng nhất đó là pin zin là xuất xứ từ Nhật, còn những pin mới là nó chỉ là sản xuất từ Trung Quốc đồ là hàng dởm thôi, gọi là pin for là hàng dởm. Nếu mà các bạn muốn biết pin for là gì, pin mới, pin pin zin là gì, thì các bạn cứ lên cái mấy cái group trên Facebook đó, các bạn cứ đánh đánh một câu hỏi vô là pin nào nó sẽ tốt hơn, pin for là gì và pin zin là gì, người ta sẽ phân tích cho ha. Quan trọng nhất vẫn là xuất xứ của pin. Nếu đúng pin zin rồi mà các bạn xài là pin này đúng zin rồi á, là các bạn xài 5 viên pin mới nó sẽ bằng cái viên này thôi. Đó, các bạn phải hiểu vậy, pin zin là gì, pin for là gì. Quan trọng là xuất xứ thôi, còn còn cái thương hiệu bây giờ, thí dụ như cái lỡ cái viên pin này nó không có, thì các bạn mua viên pin này các bạn để vô các bạn xài bình thường, tại vì nó cùng size cùng kích thước thôi nè. Đó, nó cùng một kích thước thôi. Thì phải hiểu rằng pin này chỉ do một hãng nó sản xuất thôi, cho nên chất lượng nó đều như nhau hết. Nếu pin nó không phù, không bị chai, không bị gì thì xài là bình thường, xài cực kỳ tốt ha. Cây cuốc đã nhiều, lương 7-8 triệu vẫn ngồi live stream. Bắn nhau đá bóng xem phim, cú lên một tiếng cả team chơi cùng. Đêm đêm anh lại tiệc tùng, âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa? Độ này vẫn giống độ xưa, vẫn đợi donate vì chưa có tiền.